Lúc bấy giờ, Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Hữu vi rộng không trong chân tánh, do từ duyên sanh nên như huyễn. Vô vi vô khởi bất sanh diệt, nhưng cũng chẳng thật như hoa đốm. Dạng nói hư vọng để hiện chân, nhưng vọng lẫn chân đều hư vọng. Bởi chân và vọng vốn phi chân, năng kiến sở kiến làm sao có. Ở giữa hai chúng không thật tánh, cho nên đang xiết như cỏ lâu. Trói buộc giải thoát đồng sở nhân, thánh nhân phàm phu chẳng hai lối. Ông hãy quan sát trong tánh xiết, có không kẻ hai đều chẳng phải. Si mê tối tâm tức vô minh, phát huy diệu minh liền giải thoát. Theo gút cần phải theo tứ tự, khi sáu đệ gỡ một cũng vong, tiện chọn một căn đắc phiên thông, bước vào dòng thánh hành chánh giác. Như lai tịnh thức rất phi tế, tạp khí kết thành dòng chảy xiết, chân với phi chân e sĩ mê, nên ta hiếm nói về điều ấy. Khi tâm của ông giữ tâm ông, phi huyện sẽ thành pháp huyện hóa. Huyện và phi huyện chẳng nắm giữ, phi huyện mà còn chẳng sanh ra, huống là huyện pháp sao thành lập. Pháp này gọi là diệu liên hoa, kim cang kiên cố bạo giác phương, như huyện chánh định ai tu hành, thoáng khải móng tay vượt vô học. Đây là diệu pháp không gì sánh, chư Phật Thế Tôn khắp mười phương, một đường thẳng đến tịch diệt môn. Khi nghe Khánh Hỷ về các đại chúng nghe được bài kệ giáo hối từ bi vô thượng của Đức Phật Như Lai kết hợp với diệu lý thanh tịnh ánh triệt, mắt tâm của họ mở sáng và tán thán là điều chưa từng có.